Nam mô Đạo Tràng Giáo chủ Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng bái bạch chư Tôn đức Tăng ni. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, thưa quý đạo hữu Phật tử cùng toàn thể nhân dân. Thể theo truyền thống Phật giáo, hàng năm cứ mỗi khi đến mùa sen sớm nở là tất cả những người con Phật trên khắp năm châu bốn biển đều hân hoan mừng ngày Phật đản sinh, hòa chung niềm vui ấy. Hôm nay ngày 11 tháng 4 năm Đinh Dậu, Tăng ni Phật tử chùa Phúc Lâm tưng bừng kỷ niệm ngày đại lễ Phật đản Phật lịch 2561, dương lịch 2017. Mọi nẻo đường nơi nơi đang cờ hoa rực rỡ, kết đèn treo phướn đón mừng bậc đại giác toàn năng toàn trí ra đời. Thay lời cho ban tổ chức, chúng con xin được thông qua chương trình đại lễ. Một, văn nghệ chào mừng. Hai, chào cờ, quốc ca, Phật giáo ca. Ba, tuyên đọc thông điệp của Hòa Thượng Pháp Chủ. Bốn, diễn văn Phật đản. Năm, trao xe lăn và trao quà từ thiện. Sáu, lời cảm ơn của các gia đình nhận quà. Bảy, phát biểu của các cấp lãnh đạo chính quyền. Tám, nghi lễ tám Phật. Chín, lời cảm tạ của ban tổ chức và hồi hướng bế mạc. Kính bạch chư Tôn đức Tăng ni, kính thưa quý vị đại biểu khách quý, giờ đây đã đến giờ chính thức cử hành đại lễ Phật đản. Chúng con xin cung thỉnh chư Tôn đức, quý vị đại biểu khách quý và mời toàn thể đạo tràng khởi thân trang nghiêm để làm lễ chào cờ. Nghiêm! Chào cờ, chào quốc ca! Trong anh đạo vàng sáng ngời bốn phương, vạn ca
phương chư Phật hoan hỷ chứng tình, hồn thiêng sông núi cũng như đang hội tụ về đây. Đề nghị toàn thể đạo tràng hãy lắng lòng dành một phút nhập từ bi quán, tưởng nhớ tới đấng cha lành đã ứng thân thị hiện ta bà hóa độ chúng sinh. Chư vị tiền bối hữu công đã dương cao ngọn đuốc bảo vệ chính pháp và các anh hùng liệt sĩ vị quốc vong thân đã ngã xuống cho đạo pháp và dân tộc. Phút nhập từ bi quán bắt đầu. Giờ phút linh thiêng, gió lặng chim ngừng, trái đất chấn động 7 lần. Khi bất diệt đi ngang dòng sinh diệt, bàn tay truyền pháp trong hương đêm thanh khiết, ấn cát tường nở trắng một bông hoa, thế giới 3000 đồng thanh ca ngợi. Phút nhập từ bi quán đã trôi qua, chúng con cung thỉnh chư tôn đức, quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể đạo tràng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể đạo tràng. Đây dãy ngân hà chiếu đại thiên, đây trời đâu xuất hội chư thiền, pháp thân đại sĩ hằng khuyên tiến, thệ nhập trần lao hóa hữu duyên. Mỗi năm khi những đóa sen khoe sắc thắm, những người con Phật xuất gia và tại gia lại hân hoan đón mừng ngày khánh đàn của Đức Thích Ca Tử Phổ. Cũng vào ngày này, cách đây 2641 năm về trước, trong vườn Lâm Tỳ Ni tại thành Ca Tỳ La Vệ thuộc Đông Bắc Ấn Độ, một đóa ưu đàm bừng nở, hòa chung với mùi hương bát ngát của trăm hoa tươi sắc thắm, tượng trưng cho nhân loại an lành. Nơi đây, Đức Tử Phổ đã thị hiện giáng trần qua hiện thân của Thái tử Tất Đạt Đa, con vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Gia. Mặc dù được sống trong cung vàng điện ngọc, nhưng khi dạo chơi 4 cửa thành, nhận thấy cảnh già bệnh chết, thế sự vô thường biến đổi, Ngài đã quyết chí xuất gia. Trải qua 5 năm tầm sư học đạo và 6 năm tu khổ hạnh, cùng 49 ngày đêm nhập định dưới cội Bồ Đề, Ngài đã thành Phật, hiệu là Phật Thích Ca Mâu Ni. Từ đó, Ngài du hóa suốt 49 năm, nói ra muôn ngàn pháp môn tu tập để dẫn dắt chúng sinh bỏ tà theo chính, thoát khổ được vui. Ngài đã mang đến cho nhân loại, cho thế giới bức thông điệp từ bi, trí tuệ, hòa bình và hạnh phúc. Bức thông điệp ấy đã vượt qua muôn ngàn không gian và thời gian đến với con người hôm nay và mãi mãi về sau. Và hôm nay, ngày khánh đàn của Đức Từ Phụ lại trở về trong niềm hân hoan phấn khởi của hàng triệu trái tim những người con Phật với tâm thanh tịnh tưởng nhớ hình bóng tôn quý của Đấng Đạo Sư. Hòa chung niềm hân hoan ấy, Chùa Phúc Lâm long trọng cử hành Đại lễ Phật Đàn Phật lịch 2561, Dương lịch 2017, đó cũng chính là lý do của buổi lễ ngày hôm nay. Thời giờ này, thay lời ban tổ chức, chúng con xin được trân trọng giới thiệu quý vị đại biểu về tham dự. Về phía giáo hội, ban tổ chức chúng con xin được trân trọng giới thiệu có Ni Sư Thích Đàm Hợi, Ủy viên Ban trị sự Phật giáo tỉnh Nam Định, Phó Ban trị sự Phật giáo huyện Ý Yên. Có Đại Đức Thích Thanh Hải, Ủy viên Ban trị sự Phật giáo huyện Ý Yên. Có Sư Thầy Thích Đàm Ngọc, Ủy viên Ban trị sự Phật giáo tỉnh Nam Định, Chánh Thư ký Ban trị sự Phật giáo huyện Ý Yên. Cùng toàn thể chư tôn đức tăng ni, trụ trì các chốn Tùng Lâm tự viện trong huyện, ban tổ chức chúng con xin được cung kính đồng giới thiệu. Về phía đại biểu khách mời, ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của ông Hà Quang Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ý Yên. Ông Trần Văn Liều, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Ý Yên. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ huyện Ý Yên. Cùng các phóng viên đài báo truyền hình huyện Ý Yên về đưa tin và các ông bà đại diện cho các phòng ban của huyện Ý Yên, ban tổ chức xin được trân trọng đồng giới thiệu. Về phía đại biểu địa phương, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của ông Trương Đức Duyên, Bí thư Đảng bộ xã Yên Linh.
Ông Ninh Xuân Chiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Ninh. Bà Nguyễn Thị Hồng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Yên Ninh. Ông Nguyễn Hồng Bào, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ xã Yên Ninh. Cùng các ông bà đại diện cho các ban ngành của xã, ban tổ chức xin được trân trọng đồng giới thiệu. Ban tổ chức còn nhận thấy có sự hiện diện của ông Phạm Văn Phịnh, Bí thư xóm Hùng Thắng. Ông Ninh Văn Tú, Bí thư xóm La Tiến. Bà Phạm Thị Am, Bí thư xóm Quyết Phong. Cùng sự hiện diện của các ông bà đại diện cho các ban ngành đoàn thể, các doanh nghiệp, xí nghiệp, cùng các thầy cô giáo, các em học sinh trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở trên địa bàn xã Yên Ninh, ban tổ chức xin được nhiệt liệt đồng giới thiệu. Và thành phần không thể thiếu trong buổi lễ ngày hôm nay đó chính là sự hiện diện của toàn thể quý đạo hữu Phật tử và nhân dân thập phương cũng như nhân dân địa phương. Xin nhiệt liệt chào đón sự hiện diện của tất cả các quý vị. Ban tổ chức xin được cáo lỗi về dự lễ Phật đản hôm nay có sự hiện diện của ông Trương Đức Duyên, Phó Bí thư Thường trực xã Yên Ninh. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể đạo tràng, Phật đản về đây giữa quê hương, cờ bay phất phới mọi nẻo đường, thế giới 3000 đều rung chuyển, thông điệp trao đời vạn tình thương. Thật vậy, hàng năm mỗi khi xuân qua hạ tới thì mọi người con Phật đều hân hoan, người người mừng Phật đản, nhà nhà mừng Phật đản, chùa chùa mừng Phật đản. Những người con Phật trên khắp năm châu đều mừng ngày Bồ Tát xuống trần gian. Và giờ đây, trong giờ phút linh thiêng này, chúng ta hãy lắng lòng đón nghe đức thông điệp của Đức Pháp Chủ. Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi tăng ni Phật tử trong và ngoài nước nhân dịp đại lễ Phật đản Phật lịch 2561, dương lịch 2017. Thời giờ này, thay lời ban tổ chức, chúng con xin đỉnh lễ và cung thỉnh Đại Đức Thích Thanh Hải, Ủy viên Ban trị sự Phật giáo huyện Ý Yên lên tuyên đọc bức thông điệp của Đức Pháp Chủ. Chúng con kính thỉnh chư Tôn Đức, quý vị đại biểu khách quý và toàn thể đạo tràng khởi thân trang nghiêm đón nhận bức thông điệp của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính mời quý vị đạo tràng chúng ta cùng đứng lên. Nam mô Lâm Tỳ Ni Vô Ưu Thị Hiện Đản Sinh Sĩ Đạt Đa. Kính bạch chư Tôn Đức, thưa hội chúng, theo sự chỉ đạo của ban tổ chức, con xin lên đọc thông điệp của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội đồng Chứng minh, Hà Nội, tháng 5 năm 2017, Phật lịch 2561. Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2561 của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính gửi chư Tôn Túc Hòa Thượng, Thượng Tọa, Ni Trưởng, Ly Sư, Đại Đức, Tăng Ni, cư sĩ Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài. Vào ngày trăng tròn tháng Phê Sắc, cách đây 26 thế kỷ, có một bậc vĩ nhân xuất hiện ở đời, đó là Thái tử Sĩ Đạt Đa. Sau tu hành chứng ngộ hiệu là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cuộc đời của Ngài từ lúc sinh ra cho đến lúc nhập diệt là một cuộc đời hết sức đặc biệt, đẹp đẽ và đầy ý nghĩa. Đó là sự hoàn thiện nhân cách con người mà nhân loại đã suy tôn Ngài là bậc thầy của chư thiên và loài người, là bậc đạo sư đại giác ngộ tôn quý nhất trong thế gian này. Sự thành tựu đạo quả của Ngài là sự thành công lớn của cả nhân loại. Đức Phật đã tìm ra con đường giúp chúng ta xử lý được khổ đau, biết đối diện với hoàn cảnh và chế ngự được kỷ
thỉ lạc trong cuộc đời sống hàng ngày, vượt thoát được lệ hệ lụy của danh vọng, tiền tài, quyền hành và sắc dục, đồng thời tiếp xúc được với thực tại, tự tính vô sinh của hiện hữu. Phật đản là thời gian mỗi người con Phật có cơ hội ôn lại lịch sử của Đức Bản Sư để chiêm nghiệm và hành trì để sống theo lời Ngài chỉ dạy, đi theo con đường Ngài đã đi, đó là con đường bát chính đạo, con đường giới định tuệ. Mỗi chúng ta phải nỗ lực làm cho đạo Phật xương minh tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc đem lại an lạc hạnh phúc cho bản thân và gia đình, sự phồn vinh thịnh vượng cho đất nước và hòa bình cho nhân loại. Mùa Phật đản Phê Sắc thiêng liêng Phật lịch 2561 dương lịch 2017 trở về rộn ràng trong không khí tăng ni và Phật tử giáo hội Phật giáo Việt Nam đoàn kết, tập trung trí tuệ cùng nhau tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo các tỉnh, thành phố, tiến tới Đại hội Phật giáo toàn quốc 2017-2022, Phật sự chuyển đổi, sự phát triển ổn định, bền vững của tổ chức giáo hội Phật giáo Việt Nam ở tất cả các cấp là nền tảng vững chắc cho sự nghiệp hoằng dương chính pháp, gìn giữ và phát huy sự trong sáng, truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam. Tôi đặt trọn niềm tin nơi tăng già hòa hợp và mong muốn rằng kính mừng ngày Đức Phật đản sinh mỗi tăng ni Phật tử, tổ chức thành viên giáo hội Phật giáo Việt Nam phải nâng cao trách nhiệm và làm tròn bổn phận của mình trên tinh thần trí tuệ, kỷ cương, hội nhập, phát triển góp phần làm cho tổ chức giáo hội Phật giáo Việt Nam không ngừng lớn mạnh để giáo hội hoàn thành sứ mạng trong bối cảnh đất nước ta đang trong quá trình đổi mới xu hướng hội nhập và hợp tác quốc tế sâu rộng của thời đại. Thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kính chúc chư Tôn Đức Tăng Ly, cư sĩ đồng bào Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài mùa Phật đản an lành trong chính pháp. Nam mô Thường Tinh Tiến Bồ Tát Ma Ha Tát, Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã ký Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ. Vừa rồi là thông điệp của Đức Pháp Chủ, con vừa đọc qua, quý vị an tọa.